Test cho ông anh còn 2.000 nhá. Này là cái radio. Mời quý vị cùng đến với chương mục Tiêu điểm. Tiêu điểm. Đánh. Tiêu điểm. Tiêu điểm FM. Thưa quý mấy cái chiếc app này nó còn chưa có để mấy chục năm rồi mới xài thì về xịt cái R7 vào. Một lần vào là lần bằng giá hơi sâu ta. Quy hoạch giao thông thông minh được coi là nền tảng cơ bản khuyến khích người dân. Rồi vậy thôi.